chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã click vào video của Kiều Lam nha. Thì hôm nay Kiều Lam sẽ giới thiệu cho mọi người về một dòng xe của hãng Honda nha mọi người. Thì trước mắt là có con Vario 160 nha mọi người. Hai con này là phiên bản màu nhám và màu bóng nha mọi người. Thì giá con này rất là mềm luôn, rơi vào khoảng tầm 57 triệu đối với dòng xe CBS và 67 triệu đối với dòng xe ABS nha. Giá xe là chỉ còn thêm cái tiền biển số nó thôi. Ví dụ mình ở huyện, thị xã hay là thành phố thì nhanh tay liên hệ với Kiều Lam, với Kiều Lam hỗ trợ cho mình nha. Thì đối với dòng xe Vario 160 á, thì cái thiết kế của nó rất là hàm hố luôn. Nó to hơn so với là 150 hay là 125. Kể cả cái bánh cũng vậy mọi người, bánh nó cũng rất là to luôn. Và về cái phòng mà để chân, cái ở đằng cái phòng mà để chân á, cũng rất là rộng để mình thoải mái để chân. Rồi cái yên xe cấp xe nó cũng rất là rộng nha mọi người. Vì phần cấp trước nó cũng vậy nha mọi người, cấp trước cũng rất là rộng luôn. Thì như là mọi người cũng thấy thì Lam sẽ thử với mọi người thử nghiệm nha. Là đây là một nguyên bàn tay Lam để vô nha. Lam để thẳng vô luôn nha. Đó. Nhưng mà thấy không mọi người, đây là cái dấu lột nè, nó được nguyên cái bàn tay của Kiều Lam luôn, phần nửa bàn tay luôn, thấy không, phần nửa cánh tay của Lam luôn nha mọi người. Cấp nó rất là rộng luôn. Đây phần cái đồng hồ á thì nó được hiển thị rất là to, mà tại vì bây giờ đây là Vario mà Kiều Lam mới vừa nhập về, mới vừa vận chuyển tại cửa hàng nên là chưa có bóc tem ra, chưa mà có vệ sinh xe, cho nên là không có giới thiệu cụ thể hơn cho mọi người được á. Thì như mọi người thấy về phần kia đây, đây phần cái thiết kế của nó nè, rất là hàm hố luôn. Đây là về phần xi nhan nè, là nó là xi nhan lòi ra như thế này nè. Đó, rất là sang luôn nha mọi người. Còn ngoài ra thì Vario 160 thì sử dụng chìa khóa Smart Key, chìa khóa thông minh. Và cái phần mở yên á thì là sẽ để ở đằng trước nha. Mở cấp yên mà sẽ ở đằng trước. Mọi người muốn mua xe á, thì Vario 160 chỉ còn chạy trước rơi vào khoảng tầm là 15 triệu là có thể rinh ngay được một trong hai con xe này về rồi. Ngoài những màu này ra thì cửa hàng còn có rất là nhiều màu luôn, như là màu xanh, đỏ, tím, vàng, chàm, lục, bảo, trắng, đen gì đó. Mọi người thích màu nào thì cứ liên hệ với Kiều Lam để Kiều Lam hỗ trợ và tư vấn siêu nhiệt tình cho mọi người luôn nha. Thì nhanh tay liên hệ với Kiều Lam qua số điện thoại 0971570522. Số điện thoại này Kiều Lam có sử dụng Zalo nha mọi người. Và địa chỉ cửa hàng là ở khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Những bạn ở xa hãy đến ngã tư xã Sao, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương hoặc là trung tâm thành phố mới, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Alo cho Kiều Lam ngay để Kiều Lam chạy ra đón mọi người và sẽ hỗ trợ siêu nhiệt tình cho mọi người luôn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.